mọi người, hôm nay là thứ hai và mình đã đi làm, cũng đi làm và vẫn đi tập nha mọi người. Sau khi làm xong, hỗ trợ team mình xong thì mình đã đi tập. Và bây giờ đang là 6 giờ, thôi cho là 7 giờ nha. Bây giờ đang là 7 giờ và mình vừa mới tập bụng xong. Và sau khi tập bụng xong thì mình sẽ đi vô lớp, vô lớp bắp đen để tập. Tại vì tuần trước là mình đã không đi tập rồi, mình chỉ tập có 1-2 ngày xong mình bỏ. Và bây giờ mình đã thấy bụng mình éo lên trở lại rồi. Và bây giờ mình sẽ quyết định đi tập thường xuyên hơn. Tại vì thấy nó mập trở lại đó mọi người, thấy không? Nên là mình sẽ quyết định là đi tập trở lại. Và bây giờ đang rất là đông người, không biết lớp bắp đen là có đông không nữa, nên là mình sẽ vô lớp đó. Và bây giờ mình sẽ đi thôi, đã tới giờ rồi. À đâu, còn 20 phút nữa mới tới. Và bây giờ là mình sẽ đi lấy phiếu và ngồi nghỉ chút xíu rồi mình sẽ vô lớp bắp đen nha. Lát mình gặp lại trong lớp bắp đen nha mọi người. Bye bye. Mình đã lấy xong phiếu rồi nha mọi người. Lớp sẽ diễn ra là 7:20, kết thúc vào 8:10. Hiện tại đang là 6:56 và mình còn tới 25 phút nữa. Và mình đã mua một cái lon Star Kombucha để uống, là vị dâu tây. Nó khỏe đẹp từ trong ra ngoài đó. Và bây giờ mình sẽ uống chút xíu trước khi vô lớp. Và hồi nãy mình đã tập mà không đem bị nước, bây giờ tôi khát nước luôn. Giờ mình sẽ uống nước đại khát rồi mình sẽ đi vô tập lớp tiếp theo. Ây ạ, đúng rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai thì mình sẽ bắt đầu một buổi tập tiếp theo của mình. Bây giờ mình sẽ lấy một cái bánh sandwich ra nướng để chuẩn bị cho bữa ăn sáng ngày hôm nay. Thì đây là bánh sandwich của mình đã mua sẵn, và để bảo quản được lâu thì mình đã để trong ngăn đá tủ lạnh thì mình sẽ sử dụng được lâu hơn. Và bây giờ mình đã bắt chảo nóng lên để mình nướng bánh mì, và mình chưa có mua được lò nướng bánh mì nên là mình sẽ nướng bằng cái chảo trong dính nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ nướng 2 miếng để ăn sáng trước nè. Mọi người ơi, mọi người nhớ nướng thì mình để nhiệt độ vừa vừa thôi nha. Còn mình để nhiệt độ hơi bị gọi là sao ta, lớn á, nên là bánh mì của mình có hơi khét khét chút xíu. Không biết là khét hay không, nhưng mà đối với mình thì nó hơi cháy rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ lật qua lật lại để cho nó chín cái phần bánh mì của mình thiệt nhanh, để mình cùng ăn sáng rồi đi tập nữa nè. Đó, cuối cùng bánh mì của mình đã xong rồi và mình sẽ bắt đầu ăn thôi. Sau khi ăn sáng xong thì mình đã đi tới phòng tập và mình đã lấy một cái phiếu tập TRX lúc bắt đầu 8 giờ, gần 8 giờ. Bây giờ là mình đã chuẩn bị tới giờ tập rồi và mình đang ở trong lớp. Còn 5 phút nữa mình sẽ tới giờ tập. Và đây là khoảnh khắc mà ta nói nó lây và nhây nhất luôn á. Thì mình nấu ăn và chuẩn bị ăn tối này nọ đã xong xuôi hết và cũng đã ăn xong luôn rồi. Thì đây là cái khâu của con bạn mình và em gái mình, đó là rửa chén. Thì các bạn thấy rồi, nó rất là nhây luôn, vừa rửa vừa nhảy nhót cùng với son nồi các thứ đồ. Mình không thể nào mà mình nhịn cười được. Thì đây là cái bàn tiệc sau khi tan tiệc rồi đó, chỉ còn Tráng Miệng với là Cán Hạch Hướng Dương thôi, còn Nhâm Nhi vài mệt rồi hả? Nữa đi, nhoi nữa đây, mệt rồi hả? Té cái chấm bông. Thank you.
Mày chết chứ tao lại trong mấy. Mới tới kiến trúc ông bà sống ở sức khỏe trẻ mà không già yêu thương mà cửa nhà xuân tốt.